Xin chào quý vị và các bạn. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã khai mạc vào chiều 13 tháng 6 theo giờ địa phương tại một khu nghỉ dưỡng ở miền Nam Italy. Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay chào đón nhiều đại biểu khách mời hơn trước với sự tham dự của lãnh đạo các nước quen thuộc như là Canada, Mỹ, Anh, Italy, Pháp, Đức, Nhật Bản. Đáng chú ý, Giáo hoàng Francis sẽ trở thành giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham dự thượng đỉnh G7. Chào mừng các nhà lãnh đạo G7 tham dự hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Italia Giorgia Meloni cho biết hội nghị lần này muốn truyền tải thông điệp đối thoại với khu vực Nam Bán Cầu và đoàn kết. Bà Meloni cũng ví G7 như cây ô liu cổ thụ là biểu tượng của vùng Puglia với bộ rễ vững chắc và cành hướng về tương lai. Nhóm G7 không phải là một pháo đài khép kín để tự vệ khỏi những quốc gia khác, mà là nơi chứa đựng các giá trị mà giới lãnh đạo G7 muốn mở cửa cho toàn thế giới, nhằm chia sẻ mục tiêu chung là sự phát triển và tăng trưởng. Chúng ta sẽ nói về các cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine và Trung Đông, và chúng ta sẽ gây dựng từ những gì mà Nhật Bản đã làm khi đảm nhận cương vị chủ tịch G7 vào năm ngoái, để đảm bảo chúng ta có nguồn cung vững chắc. Hội nghị năm nay chào đón nhiều đại biểu khách mời hơn trước. Bên cạnh lãnh đạo các nước thành viên Mỹ, Nhật Bản, Canada, Đức, Pháp, Anh và Italy, lãnh đạo Ấn Độ, Brazil, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kenya, Algeria, Tunisia cũng đến dự hội nghị. Đại diện các tổ chức khu vực quốc tế như Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu EU, Ngân hàng Thế giới WB, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Phát triển Châu Phi và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cũng góp mặt. Giáo hoàng Francis cũng sẽ có bài phát biểu vào ngày 14 tháng 6 về những hứa hẹn và rủi ro mà trí tuệ nhân tạo AI đem lại, đồng thời kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột hiện nay trên thế giới. Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay diễn ra trong bối cảnh các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua chứng kiến phe cực hữu gia tăng ảnh hưởng trên khắp châu Âu và tình hình bạo lực liên quan đến chính trị trở nên trầm trọng hơn trong những tháng gần đây. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất đang được triển khai tại Italy trước và trong thời gian diễn ra hội nghị. Diễn ra đến hết ngày 15 tháng 6, chương trình nghị sự của hội nghị trên bao gồm 6 phiên họp về phát triển châu Phi và biến đổi khí hậu, tình hình ở khu vực Trung Đông, xung đột ở Ukraine, di cư, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và một phiên họp đặc biệt tập trung vào trí tuệ nhân tạo và năng lượng. Trong đó, trọng tâm của hội nghị lần này là việc xử lý tài sản Nga bị đóng băng ở phương Tây, đàm phán hòa bình giữa Israel-Hamas cũng như nỗ lực tái thiết hậu xung đột ở dải Gaza. Các vấn đề chờ đợi lãnh đạo G7 ở Puglia, Italy cũng phức tạp, nan giải, không kém những gì họ đang phải đối mặt ở trong nước. Trong ngày đầu tiên 13 tháng 6, các bên đã trao đổi về châu Phi, biến đổi khí hậu và phát triển, trước khi chuyển sang chủ đề Trung Đông và khép lại bằng hai phiên thảo luận về Ukraine. Trong ngày thứ hai, hội nghị trao đổi về di cư Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và an ninh kinh tế về Địa Trung Hải, năng lượng và châu Phi. Giáo hoàng Francis sẽ dẫn dắt phiên thảo luận cuối của G7 về trí tuệ nhân tạo AI. Một trọng tâm của hội nghị lần này là việc xử lý tài sản Nga bị đóng băng ở phương Tây, trị giá ước tính khoảng 300 tỷ đô la Mỹ để viện trợ cho Ukraine. Kế hoạch của G7 dựa trên lợi nhuận phát sinh từ khối tài sản đang bị đóng băng này, hầu hết là ở Liên minh châu Âu. Họ dự định dùng lợi nhuận này để thế chấp vay 50 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Nội dung chi tiết về mặt kỹ thuật sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới. Tôi xác nhận rằng chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận chính trị nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung ước tính 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm nay thông qua cơ chế cho vay. Chúng tôi không nói về việc tịch thu tài sản của Nga, mà là về khoản tiền lãi tích lũy. Sau nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn Israel-Hamas do Mỹ đề xuất, các nước thành viên G7 dự kiến một lần nữa ủng hộ đàm phán hòa bình cũng như nỗ lực tái thiết hậu xung đột ở dải Gaza. Một tầm nhìn chung mà chúng ta chưa đạt được cách đây vài tuần, đó là phải có sự hiện diện của chính quyền Palestine ở Gaza và tái khẳng định sự ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng đặc biệt quan ngại về tình hình ở biên giới Liban. Chúng tôi đã ban hành nguyên tắc ba bên, gồm Mỹ, Israel và Pháp, để thúc đẩy lộ trình đã đề ra. Trung Quốc là một chủ đề được quan tâm tại G7. Hiện chưa rõ liệu châu Âu, Nhật Bản và Canada có sẵn sàng theo đuổi lập trường cứng rắn hơn của Mỹ với Trung Quốc hay không. Các thành viên EU vốn coi Bắc Kinh là thị trường xuất khẩu lớn, còn Berlin và Paris không muốn khơi mào một cuộc chiến thương mại với đối tác hàng đầu này.
Điểm nhấn cuối cùng trong hội nghị thượng đỉnh lần này là phiên họp đặc biệt về AI, một ưu tiên hàng đầu của bà Meloni trong nhiệm kỳ chủ tịch G7 của mình. Tại đây, Giáo hoàng Francis sẽ có bài phát biểu về khía cạnh đạo đức và luật lệ quốc tế về AI. Các nước G7 kỳ vọng có thể tìm thấy tiếng nói chung về nội dung này. Ngoài ra, trong bối cảnh nỗ lực thúc đẩy thuế tối thiểu toàn cầu, khó đạt được thỏa thuận ngay trong tháng này, nước chủ nhà G7 có thể thúc đẩy mạnh hơn hai chủ đề ưu tiên khác là tình hình di cư hay quan hệ đối tác chiến lược với châu Phi. Trong 5 năm gần đây, các hội nghị G7, ngay cả trong thời khắc khó khăn nhất tại Biarritz, Pháp hay Cabiz Bay của Đức đều khép lại với một tuyên bố chung. Lần này có lẽ không phải là ngoại lệ. Song, liệu thông điệp từ tuyên bố chung ấy có đủ sức thúc đẩy giải pháp cho hàng loạt vấn đề cấp bách hiện nay hay không lại là câu chuyện ở phía trước. Cam kết về khoản vay trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cùng hai thỏa thuận an ninh kéo dài 10 năm với Mỹ và Nhật Bản. Đó là thành quả mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đạt được ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G7. Những thỏa thuận trên là khuôn khổ cho nỗ lực lâu dài nhằm giúp phát triển các lực lượng vũ trang của Ukraine và là một bước tiến tới việc Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngày 13 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, ký một thỏa thuận an ninh song phương 10 năm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước quân Nga. Các quan chức cho biết, thỏa thuận này được ký bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italia nhằm cam kết chính quyền Mỹ trong tương lai sẽ hỗ trợ Ukraine bất chấp việc ai sẽ làm Tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử tháng 11 tới. Theo nội dung của thỏa thuận an ninh 10 năm, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang hoặc một mối đe dọa như vậy đối với Ukraine, các quan chức hàng đầu của Mỹ và Ukraine sẽ gặp nhau trong vòng 24 giờ để tham khảo ý kiến về phản ứng và xác định những nhu cầu phòng thủ bổ sung nào là cần thiết đối với Ukraine. Thỏa thuận cũng vạch ra kế hoạch phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và mở rộng quân đội. Bên cạnh đó, thỏa thuận cho phép hai nước chia sẻ thông tin tình báo, tổ chức các chương trình huấn luyện và giáo dục quân sự cũng như các cuộc tập trận và quân sự kết hợp. Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe đáng tin cậy của Ukraine trong dài hạn. Đáp lại, Tổng thống Zelensky gọi thỏa thuận an ninh 10 năm này mang tính lịch sử và rằng đây là cầu nối dẫn tới việc Ukraine cuối cùng trở thành thành viên NATO. Hôm nay là một ngày lịch sử. Chúng tôi đã ký thỏa thuận mạnh mẽ nhất với Mỹ kể từ khi giành độc lập. Cũng bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Nhật ký một thỏa thuận an ninh 10 năm để Tokyo cung cấp hỗ trợ lâu dài cho Kiev. Thỏa thuận 10 năm quy định rằng Nhật sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, chẳng hạn như cung cấp thiết bị và hàng hóa phi sát thương và điều trị cho các quân nhân Ukraine bị thương, cùng những nỗ lực khác. Trong thỏa thuận, Nhật cam kết làm việc để đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi kinh tế và hiện đại hóa công nghiệp của Ukraine. Trong khi đó, Kiev cam kết tiếp tục con đường cải cách đầy tham vọng trong các lĩnh vực như hệ thống tư pháp và nỗ lực chống tham nhũng. Theo thỏa thuận, hai chính phủ cũng sẽ tổ chức tham vấn trong vòng 24 giờ, theo yêu cầu của một trong hai bên, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang của Nga nhằm vào Ukraine trong tương lai để xác định các bước tiếp theo phù hợp